Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngắm nét thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể add asset ID của một đồng token Ở trên nền tảng của Agoran vào ứng dụng ví Agoran Wallet nha các bạn Đấy, thông thường thì ở cái mạng giống như mạng là mạng Ethereum hoặc là mạng Binance Smart Chain Khi các bạn muốn hiển thị một cái số dư token ở trên ví Metamask thì các bạn cần phải add cái uh, smart contract để cho nó hiển thị uh, ví dụ như thế này đấy, để cho nó hiển thị ở trên ví metamask thì tương tự với uh, metamask ở trên ứng dụng ví agoran wallet thì các bạn cần phải add cái asset id của một cái token ở trên ví để cho nó hiển thị cái số dư uh, ở trên cái ví agoran wallet nhá đấy thì nó cũng tương tự cơ chế giống nhau thôi chúng ta cần phải add À, còn ở ví metamask thì chúng ta add smart contract còn ở trên Agoran wallet ấy, thì các bạn cần add asset id đấy ở đây thì ví dụ như một cái đồng token à, có tên là ago monero này nhá thì à, cần add cái id này vào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé đầu tiên các bạn mở cái ví wallet.myango.com đây là ứng dụng ví phổ biến nhất của mạng Agora nhé. Nếu như bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể xem lại cái video mình đã hướng dẫn rất là chi tiết về cách đăng ký và sử dụng cơ bản cái ứng dụng ví này rồi. Sau khi các bạn đăng nhập vào ví thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Thì các bạn cần phải add cái asset vào ở cái phần các bạn ở đây. Các bạn di chuột lên phía cái số dư token Ago của các bạn. Các bạn ấn vào, click vào thì các bạn sẽ thấy được một cái mục có phần là add asset thì các bạn click vào đấy. Thì các bạn sẽ nó sẽ hiển thị là asset name or asset id thông thường thì chúng ta sẽ add bằng asset id bởi vì add, add bằng asset name ấy, nó sẽ à, dễ bị nhầm thì các bạn có thể sử dụng cái id ấy các bạn copy id của cái đồng token đấy. đấy bắt buộc nó phải có cái asset id này nhá các bạn copy và các bạn paste vào đấy sau đấy thì nó sẽ à, tự động xác ghét cho các bạn về cái token mà các bạn đã add cái id các bạn tích vào nhá sau đấy các bạn nhấn continue Chúng ta sẽ phải mất một ít chi phí là đồng argo để có thể add cái uh, asset ID. Nó giống như cái mạng uh, Solana các bạn nhé. Thì các bạn nhấn asset OTP in này. Đấy kiểu dạng như chúng ta chấp thuận đấy. Các bạn nhấn send. Đấy. Các bạn sẽ cần phải mất phí nhá Thế nên là anh em lưu ý cái phần này nhé. Nếu như bạn nào mà... Uh, Ad mãi mà thấy không vào Thì có nghĩa là chúng ta chưa có đủ chi phí Để có thể ad được cái uh, Token này ở trên ví Đấy, đợi khoảng tầm 30 giây thôi Thì các bạn sẽ thấy là Token Algo Monero Đã được ad ở trên mạng uh, đấy Thì các bạn check ở trên số dư này Đấy, thì các bạn sẽ thấy được Là nó hiển thị luôn Ký hiệu là AGM đúng không Đây nó thì, thì ở cuối cùng này số dư hiện tại là không này đấy thì các bạn đã uh, xem như là các bạn đã add thành công cái số dư của các bạn lên trên ví uh, MyAngo thì khi mà token được trả về thì các bạn sẽ được nhìn thấy ngay lập tức ở trên cái ứng dụng ví của các bạn nhé ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cách add một cái uh, Myasset tức là Add cái asset id của một đồng token ở trên mạng agoran đặc biệt là à, cụ thể là ví à, myango để các bạn có thể à, dễ dàng sử dụng và dành cho những người nào mà chưa biết nhé cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiền Sức vụ nếu cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại